Và chào mừng tất cả em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Quang Việt Giai, mã số 02 đến từ Dubai đây em ơi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một tựa game vừa lạ vừa quen với đồ họa siêu đẹp, lối chơi cuốn hút, lựa chọn đội hình đa dạng và là tựa game thế giới mở cho các bạn tự do trải nghiệm những gì mà mình muốn. Chưa kể là các bạn có thể chơi trên được các thiết bị khác nhau, ví dụ như điện thoại, máy tính, PS4 hoặc A5. Nào, chúng ta hãy cùng đến với phiên bản V3.2 Akasa rung động kiếp hỏa dâng trào. Ở đây các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ở trong thế giới mở như là bơi lội, leo núi, bay ở trong trò chơi hay là phản ứng hệ thống chiến đấu nguyên tố. Bây giờ tôi sẽ vào game để xem mấy nhân vật mới nhá. Lihida 5 sao, kết tinh bạch thảo, tiểu vương Kusanali, sống trong thánh địa Suzathala. Cô ấy không được xem trọng và cũng ít người nhắc đến. Cô ấy luôn học hỏi những điều mới mẻ, không ngừng nỗ lực để trở thành một vị thần xứng đáng và có thể sớm ngày dẫn dắt con dân. Lihida sở hữu nguyên tố thảo và sử dụng pháp khí làm vũ khí. Thảo thần là một nhân vật hỗ trợ cực kỳ tốt cho đội hình có nhiều nguyên tố. Và đây là nhân vật 4 sao. Layla, sao đêm kỳ thảo. Layla chuyên nghiên cứu lý luận, tinh tượng học, vẽ tinh đồ và viết luận văn cả ngày lẫn đêm. Nhưng do được các giáo viên kỳ vọng quá nhiều, trên bàn của cô ấy luôn chất đống các đề tài. Dù làm thế nào đi nữa cũng không nằm hết. Layla bị sự thiếu ngủ dày vò, thậm chí khi nhìn vào những tờ giấy trắng, cô ấy có thể nhìn thấy những ngôi sao xoay vòng ở trước mắt mình. Layla sở hữu nguyên tố băng và sử dụng kiếm đơn. Đi cùng với Banner lần này là sự trở lại của Yomiya, Yamiko và Taralia. Banner, Lihida và Yomiya bắt đầu vào ngày 2 tháng 11, 2022, 6 giờ. Layla sẽ xuất hiện vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 vào lúc 18 giờ. Nghe đồn ở phiên bản lần này sẽ có sự xuất hiện của boss mới với kỹ năng siêu cấp, đồ họa mãn nhãn, chưa kể tới kích thước siêu khủng nữa chứ. Ok duyệt, để tôi chơi ngay luôn nào. À, đi cùng với Banner lần này đó là vũ khí mới, Cõi Mộng Ngàn Đêm, vũ khí trấn của Lihida. À, với phiên bản lần này sẽ có sự kiện đại hội đầu lấm siêu cấp với phần thưởng siêu xịn và sự trở lại của cửa hàng đồ hiếm. Chụp ảnh ra ngoại, chương xanh lục, sự kiện mới bài thơ giao hưởng, giai điệu lạc nhịp hay thí luyện nhà mạo hiểm. Cùng với nhiều câu chuyện mới đang chờ anh em khám phá. Và link tải game mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận của clip này nhá. Ok anh em. Vâng, chào mừng quý bạn và các vị đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Quang Việt Giai, mã số 02 đến từ Lào Cai anh em ơi. Thì hôm nay tôi quyết định sẽ làm ra một cái series, đó chính là những thằng nguy hiểm nhất Free Fire. Đó, thì hôm nay tôi khá là buồn. Hey, tôi không hiểu tại sao mà tôi làm ra một clip rất là lâu. Làm ra một clip đến đêm, từ đêm đến sáng, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều mà anh em không bấm được cái nút like cho tôi. Khá là buồn. Tại sao anh em phải đối xử với tôi như vậy? Nút like là free mà. Trời ơi. Thôi, không linh tinh lên thiên nữa thì bắt đầu vào clip của ngày hôm nay. Đó chính là những thằng nguy hiểm nhất Free Fire. Tôi cắt được những cái đoạn video mà tôi bỏ dở trong những cái trận đấu mà tôi không có đăng lên YouTube ấy. Và những cái đoạn video này là tôi tình cờ quay được trong trận nhá. Tình cờ quay được chứ không phải là diễn. Những cái đoạn video mà tôi quay hỏng mà không đăng lên YouTube ấy, tôi gom vào cho nó thành một cái đoạn video khá là hài hước. Nói chung là anh em hãy xem clip này nhá. Nhớ là xem hết và đừng bỏ lỡ phút giây nào. Ok. Ở kia làm gì mà đông thế nhở? Ui, 1, 2, 3, ui, 3 thằng em ạ. À, nó đang bắn nhau ở bên nhà gỗ kìa. Rồi, ai, trà trộn một team địch. Đấy, anh em mình là một gia đình. Thằng này này ngu. Mày ngu này. Mày ngu này. Bây giờ tôi sẽ test cái độ cao từ trên này nhảy xuống xem mất bao nhiêu máu nhá. Bình thường tôi nhớ là hình như là 15 máu sao ấy. Rồi. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. À, con chó này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi bỏ mẹ rồi. Mẹ vừa xuống nhặt M14 bắn cái gì vậy? Thằng này, mát xa đầu. Rồi, thằng này chạy đâu, mát xa lưng, đứng yên. Rồi, ok, vậy là có hai mạng nhẹ nhàng. Rồi, xuống em xem còn thằng nào không nhở? Đù cái gì cửa sổ đây? Em chào anh. Con mẹ mày đánh chết cha bây giờ. À, mày nhìn đểu tao này, Thôi xong rồi, kiếp này bỏ anh em. Đây, có cái chỗ này. Núp ở đây, tàng hình chi thuật. Ở đây rất đông nhá. Từ xem có thằng nào ra đây không. Chết rồi. Từ sẽ không làm được, ê, tôi làm được rồi. Ê, có thằng vãi trưởng luôn á. Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy mày không nhìn tao, tao không nhìn mày, mày không nhìn tao, tao nhìn mày. Ui, cái gì ấy? Ui, tàng hình rồi. Ui, vãi trưởng à, không ngờ cái thuật tàng hình của Lazuto truyền lại cho mình. Cuối cùng mình đã làm được anh em ơi. Quá là đẳng cấp luôn, sai. Đẳng cấp. Đẹp trai em tìm người có những thứ nào.
Ô vãi trưởng cơm chó. Cơm. Ui 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 không đổi súng. Cơm chó này. AK. Để mình chiêu tức này nhá. Cướp người yêu luôn. Thằng danh con này. Đấy. Ui ui. Cái gì? Chết này. Hay thì cơm chó với chúng tôi này. Cút ra để cho anh thể hiện nào. Tất cả tránh sang một bên. Anh là trùm lắp xưởng. Trận này mà thua thì làm con chó. Bơi hết vào đây. Nào. Ra đây. Từ, để xem nào, có thằng nào chạy quanh đây đấm một cái lấy cái huy hiệu tượng săn. Mày ra, đưa cái đầu mày đây. Rồi, mát xa đầu. À, M14. À, cái gì M14-1. Mày này, headshot. Một thằng này. Làm cái gì? Rồi. Thằng này, thấy chưa, đã bảo rồi, chung lắp xưởng, xin một cái tuổi. Này thì nhìn này, xin mấy nghìn đây. Ứng nghiệm, ui, cái gì, nguy hiểm hả mày. Nguy hiểm hả mày, rồi. Thế giới này là của bố mày. Một mình anh chấp hết. Đấy, tôi đã bảo rồi, nếu mà trận này tôi không có top 1 được tôi ấy, làm con chó luôn. À, trời, lựu đạn chơi dơ mày. Đúng vào cái đầu mày luôn. Ok, tiếp tục. Tiếp tục liên tục vào những ba headshot đến từ vị trí của đứa bóng. Làm sao, ui dồi ơi, bắn như này người ta bảo mình hack anh em ạ. Bắn như này quá đỉnh rồi anh em ơi. Hình như là sắp hết rồi, mình sẽ phải xuống dưới anh em ạ. Còn ta. Thôi đi xuống dưới con này. Còn thằng nào muốn mắt xa đầu không? À thằng này, mày lúc ở đấy à mày? Lúc lại, ui cái gì ấy. À, hiện tại chỉ lóc xưởng chỉ còn lại là 1-2 thằng nữa anh em ạ. Mình sẽ cố gắng lấy cái top 1 nhá. Yên tâm, hãy tin vào tôi. Đảm bảo trận này sẽ top 1. Còn thằng cuối cùng. Ra đây, cuối cùng ra solo đàng hoàng. Coi lúc cái gì, lúc này, thích lúc này. Lúc, úi giời ơi. Nhiều bạn hỏi mình cách lập thẻ vào shop mình như thế nào. Đầu tiên thì anh em phải mua thẻ điện thoại. Thẻ điện thoại có bán ở các cửa hàng như Cửa hàng Tạp hóa, Thế giới di động, Viettel Store, FPT Shop. Sau khi mua thẻ xong thì anh em cào cái phần này ra. Ở đây là mã seri, còn cái số mà anh em vừa cào ra là mã số thẻ. Sau đó vào shop DucMomDubai.com của mình, ấn vào đây để đăng ký. Ở đây là tên đăng nhập, anh em ghi gì cũng được. Đây là phần email, anh em ghi giống bên trên và thêm đuôi a@gmail.com. Nếu email đã được người khác sử dụng thì anh em có thể ghi thêm ký tự, ví dụ như là 123 hoặc 456. Bên dưới anh em ghi mật khẩu và xác nhận mật khẩu cho giống là được. Rồi chỉ việc ấn đăng ký, shop sẽ chuyển qua phần đăng nhập. Bên trên anh em ghi lại cái email vừa lấy, bên dưới ghi mật khẩu. Vào đến đây anh em chọn loại thẻ đã mua, ví dụ như là thẻ Viettel. Ví dụ anh em mua thẻ 50.000 thì nhớ là chọn thẻ 50.000 nha. Và sau đó trên là mã số thẻ, dưới là mã seri. Ấn nạp thẻ vậy là xong. À quên, còn một số anh em không nạp tiền ấy thì anh em có thể ấn vào đây để nhận kim cương miễn phí nha.